6 giờ sáng anh em ha. Bữa nay trời quá đã luôn. Khoảng 8 giờ 9 giờ gì đó mình lấy lưới. Ngày qua thì cậu đi đồ cũng im lắm, biết ngày chồng hay đêm gió ngon quá. Anh em chạy đông lắm. Xa quá giúp cho anh em không thấy đâu. Mình là thấy ưng rồi, là mình đây là mình nhiều lắm. Rồi sạch rồi bái ơi. Được cái đồng trước tươi rồi. Lên 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 phụ lôi lên. Được lẩu lên cái gì. Để phụ. Đồng này bự anh em ơi. Đồng này bự hơn mỗi ngày nha. Tưng này. Em có mực này gai nha. Ủa rồi. Ủa rồi. Ủa rồi. Ủa rồi.
Động mực rồi. Ê rồi. Nữa không? Cái gì? Xả nữa, chở nữa không? Xả nữa thì xả trái thôi. Chứ bởi ai cũng chở. Hôm qua quýnh kế ông Hào sao có bao kế ông Hào đâu. Trời, tôm tích rồi. Dạ, nó bỏ vô cái xô hả? Ừ, tôm tích gạch luôn hay gì á? Gạch luôn không? Đâu còn sống hả?
phương Tây vậy đó. Bộ đốc đồ đó châu Á. Một bội. Tới bến nè anh em ơi, tới bến mà lửa chưa gầu luôn, anh đã không? Hai bội tay nhóc, một bội, đã còn gì nữa, còn nó hút nữa. Chặt ơi, bữa nay chặt khó xuống biết bao lâu mới thấy cảnh này luôn, được kéo mấy kilo đã thì lấy cái thùng ấy, lấy cái ngâm luôn đi, cái cắt đó hay cái gì, cái cắt hay cái gì á. Không có mực sống chạy vô. Rồi quýnh tiếng mấy mà họ có 30 kg. Kiểu như nó có giả sáng một. Công nhận mực nó dày, nó dày từ đầu tới đuôi, nó có một tả rồi. Đó, sẽ không biết tăng tốc nữa thì cái đi ruộng nó có 3 lý. 9 lý, 9. Đó, hơi mút 3 lý 2 nữa, chắc nó sạch nữa. Khánh ớ rồi. thấy lớp nào bội, lớp nào thùng thì nhóc anh ơi, Khánh ớ rồi. Đâu đào nữa rồi, vô rồi. Không chơi giả sao, cây nó không có đồ. Ít mực bự nè, khúc này ít mực bự, còn khúc nãy cái mực bự nhiều. Ủa, nó hả? Có cái gỗ sàn
lớn mới nhiều nè. Đã không? Nó dính lại, nó khô dính lại. Đó mà bự đã, con nào mới ọc ọc. Không bỏ ra ngoài đi, còn nó lấy được cái gì vậy? Nó chừa ngồi lên ăn. Bóc từ từ ra đây nè, rồi lấy nước. Quá phê anh em ha, giá cào này hơn 30 kg rồi nè. Mẻ một 3 tiếng đồng hồ mình thả lưới lúc 6 giờ, lấy cào lúc 9 giờ. Quá đã. Mực phê ha, công nhận nhìn thấy khoái. Lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh này, chia sẻ anh em xem vui nha. Bye bye anh em.